Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sâu mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay tôi dựa trên hai bản tin để thấy rằng dân Việt Nam ở Việt Nam và kể cả một số thành phần ở hải ngoại vẫn còn mơ mộng là Việt Nam sẽ thoát trùng quý vị. Bản tin đầu tiên mà tôi ra có loan trong cái phần tin uh, tổng hợp sáng ngày hôm nay, e phần tin hoa kỳ ngày hôm nay à quý vị. tàu Trung Quốc vẫn bỏ mặt lời đỏ của Việt Nam rời khỏi khu vực gần cái khu vực mà cái uh, khoáng mỏ dầu mà Nga cùng với Việt Nam khai thác ở tại khu vực quần đảo Trường Sa. Chiếc này là chiếc Xi'an Yan Hong 10 đã bắt đầu hoạt động ở trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 7 tây tháng 5 và gần như là nó đã nhắc lại cái biến cố này năm 2019 và trong đó gần như là phía của Trung Quốc nói rằng họ là hợp pháp bởi vì chủ quyền toàn bộ Trường Sa nằm trong tay của Trung Quốc. Đây là lời phát biểu của phía Trung Quốc đã đưa ra. Có nghĩa là trước đó một vài ngày quý vị còn nhớ Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã đưa ra lời phản đối là yêu cầu chiếc tàu này phải ngay lập tức rời khỏi vùng biển Việt Nam và đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quý vị, đây là một trong những cái đòi đòi hỏi nhưng mà bây giờ vì Trung Quốc bỏ mặt vẫn đậu ở đây từ ngày 7 tây tháng 5 tới bây giờ. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 5, tức là họ đậu gần 3 tuần lễ rồi. Mà Hải quân Cộng sản Việt Nam không hề đưa tàu ra trục xuất họ ra. Quý vị, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, không những không đưa ra mà còn đón tiếp tàu hải quân của Cộng sản Trung Quốc ở tại bến cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng nữa. Thì quý vị tin tức này chúng ta cũng đã thấy rồi Và bên cạnh đó quý vị một bản tin của tờ tuổi trẻ đăng ngày hôm nay là Thứ trưởng Bộ Công Thương đã xác nhận là Việt Nam đã mua điện của Trung Quốc từ 18 năm qua Ok quý vị Thứ trưởng Bộ Công Thương mua điện từ Trung Quốc đã 18 năm qua Đây là một trong những cái lời điện, khẳng định của ông này là mua điện từ Trung Quốc và Lào chưa tính tới cắt điện. Đó là lời phát biểu của ông thứ trưởng có tên là đặng hoàng an à, trong cái việc cung cấp tin tức về việc mà đang thiếu điện tại Việt Nam và lời thú nhận của ông này cho thấy rằng là Việt Nam mà muốn thoát trung trong cái bối cảnh cộng sản vẫn cai trị là một cái ảo tưởng quý vị. Ok, bây giờ chúng ta đi vào hai vấn đề. Thứ nhất vấn đề điện. Thứ hai là vấn đề làm cách nào thoát trung cái suy nghĩ của người dân Việt Nam vẫn còn ảo mộng này khi cộng sản vẫn còn cai trị. Ok, quý vị. Thứ nhất là họ nói nhập cản điện từ Trung Quốc và từ Lào 18 năm qua, kể từ năm 2005. Quý vị, tức là từ đó đến giờ là chỉ có nhập cản điện thôi. Lý do tại sao không tự mình có được những cái nguồn điện cung cấp đầy đủ, trong khi Việt Nam có lợi thế hơn Lào rất là nhiều trong việc mà cung cấp điện cho khu vực. Quý vị, Lào họ xây dựng một số những đập thủy điện dọc trên cái dòng chảy sông Mekong và Lào tại vì giống như tôi nói là họ có cái địa thế khó khăn, họ không có mặt biển. Do đó, họ sử dụng cái lợi thế của họ để mà cung cấp nguồn điện cho khu vực trong đó gồm có miếng điện Campuchia, Thái Lan và một phần của Trung Quốc. Do cái lượng điện của Lào sản xuất từ những cái nhà máy thủy điện của họ ở trên dọc theo dòng sông Mekong. Mà họ chỉ dùng điện của thủy điện thôi quý vị, Lào không có cách khác để mà tạo ra điện điện. Họ chỉ duy nhất nhờ vào thủy điện để cung cấp nguồn điện cho khu vực. Ngược lại, cái bản đồ của Việt Nam từ ở phía ngoài là có mặt biển, ở phía trong là đất liền từ Bắc Chí Nam, mà cuối cùng bây giờ phải đi mua điện của Lào và nhập cảng điện Trung Quốc từ năm 2005. Lý do tại sao vậy quý vị? Tại sao đất nước Việt Nam nhiều hơn Lào, dân số đông hơn, dãy Giang Sơn có nhiều địa thế hơn mà phải đi nhập điện từ phía Lào thì quý vị? Đơn giản thôi quý vị Là bởi vì những tên cán bộ quản trị à, Và cai trị đó quý vị Nó đâu có muốn sản xuất Nó chỉ muốn nhập cản thôi Tại vì sao quý vị Tiện lại Thứ nhất khỏi nhức đầu Thứ hai Nhập cản điện năng lượng từ bên ngoài Nó còn chấm mút Nó còn ăn tiền quê hồng Nó còn đổi giá được Bây giờ đi sản xuất điện Là coi như bế tắc hết đó là lý do tại sao mà mấy cái dự án gọi là điện tái tạo này vẫn chưa được chấp thuận mặc dù đang bị thiếu điện là bởi vì quý vị cái quyền lợi nó quá nhiều nhập cản điện từ bên ngoài thì nó sẽ có lợi rất nhiều cho cá nhân từng tên cán bộ đảng viên trong nguồn máy cai trị nhất là trong ngành điện lực năng lượng còn bây giờ mà tự mình sản xuất thì làm sao có tiền tự mình sản xuất phải đối diện với vấn đề tác hại môi trường phải đối diện với sự than phiền của dân chúng về giá cả điện cao hơn tại vì tự sản xuất thì quý vị phải trả lương nhân công, phải bảo đảm về đời sống nhân công, phải đủ thứ hết, rồi phải nhức đầu với vấn đề môi trường nữa, mà cán bộ không bỏ tiền vô túi được. Còn mua điện và nhập cản từ nước ngoài, nó bỏ tiền vô túi rất dễ dàng, nhờ tiền huê hồng, nhờ tiền đổi giá, giá điện lên, để nó hưởng lợi ở giữa. Và đây là cái mối làm ăn nó kéo dài 18-20 năm qua. 18 năm là mới làm ở, ở Trung Quốc thôi Ở Lào là nhập cảng từ lâu rồi quý vị Thì quý vị điều này cho thấy rằng là quý vị Cái đám cai trị này nó chỉ muốn trục lợi thôi Nó chỉ muốn lợi dụng sự thiếu hụt của người dân Việt Nam Để đổi giá và kiếm tiền Càng thiếu hụt thì nó càng có nhiều tiền Đối với tôi nói quý vị rồi Trước đây tôi đã từng có cái livestream tôi nói quý vị rồi Bất kỳ một cái biến cố nào xảy ra tại Việt Nam Đều biến thành công cụ kiếm tiền của kẻ cai trị Từ đại dịch thiếu xăng, thiếu điện cho tới những cái thiếu thực phẩm thì nó trở thành một cái công cụ hốt bạc của những tên cán bộ đảng viên. Do đó, việc thiếu điện hiện nay nhìn bề ngoài thì quý vị thấy là ồ dân sắp sửa đối diện với giá điện tăng đại khái như vậy. Nhưng nhìn bề trong đối với những tên cán bộ đảng viên trong cái ngành cai trị này đó quý vị thì nó là một cái cơ hội rất lớn. Tại vì phải nhập cản điện nhiều hơn, phải đi năng nỉ thương thảo nhiều quốc gia hơn và tìm cách đổi giá lên để kiếm lời ở giữa. Rồi chưa kể là tiền chia quê hồng Mỗi khi bắt được một cái deal về cung cấp nguồn điện Là coi như nó có công trạng rồi Nó được chia quê hồng nữa quý vị Do đó tình trạng mà gọi là thiếu điện tại Việt Nam Hay là thiếu hụt ở Việt Nam Nó trở thành cái công cụ kiếm tiền của các đảng viên trong quần máy cai trị Nó không khe dân chúng đâu Nó chỉ cần có biến cố là nó kiếm được tiền Từ bão lục <laughs> à, Thiên tai nhân họa cho tới việc thiếu hụt tất cả đều trở thành công cụ kiếm tiền của những tên đảng viên nằm trong quần máy cai trị mà cái cuộc quý vị thấy cái vụ việt á chưa là quý vị thấy nó kiếm tiền khủng khiếp chưa cái vụ và cái kiếp thép việt á đó là quý vị đã nhìn thấy rồi nó là cả một hệ thống tham nhũng do đó quý vị việc mà nói rằng là và nó lo cho dân thì không có chuyện đó đâu nó lo nhưng mà tiền nó đè lên đầu dân còn chết hơn nữa nó lo đủ điện cho dân nhưng mà dân phải trả tiền điện ngọc trời luôn tại vì nó đổi giá Nhập cảng vô nó đổi giá lên, rồi nó ăn tiền quê hồng. Thì quý vị, do đó giá điện ở Việt Nam bắt buộc phải cao hơn thường lệ Không thể thấp hơn được. Thấp hơn là do cái hệ thống cai trị. Nó muốn mị dân, nó giảm giá tiền điện, nó buộc bộ công thương, nó buộc bên nhà điện lực là phải giảm giá để dân tránh nổi loạn. Thì đám này quý vị, cứ mua mắc bán lỗ thì làm sao mà không lỗ được. Mua mắc mà bán thấp. Tại vì đám cán bộ nó đổi giá lên rồi Giá cao lắm Không phải thấp đâu Do đó tôi nói là cái giá điện bây giờ quý vị trả Là phải đúng vào cái cái uh, thị trường của Việt Nam Nếu đúng vào thị trường Việt Nam Thì giá điện Việt Nam rất cao Bởi vì những tên cán bộ đảng viên này Nó nhập cản điện từ bên ngoài Nó nhập cản xăng từ bên ngoài Và tất cả mọi thứ Thuộc về hạ tầng cơ sở Đều nhập từ bên ngoài hết Bởi vì nhập cản Nó có lợi rất nhiều nó vừa đỡ nhức đầu nó vừa không có trách nhiệm và nó chỉ thương thảo giá cả thôi rồi nó hưởng lợi đó là cái mà tôi nói với quý vị là cái cách điều hành và cái cách cai trị của của đám uh, cai trị cái đám đảng viên đó là như vậy đó là điều thứ nhất điều thứ hai cũng qua cái lời thú nhận của tên à, thứ trưởng bộ công thương này điện nhập cảng từ trung quốc 18 năm vậy thì những cái khác nhập cảng từ trung quốc bao nhiêu năm Quý vị, kể từ khi Bắc Kinh mở cửa ra với thế giới bên ngoài, họ phát triển kinh tế. Và quý vị, hầu hết tất cả từ trên xuống dưới của Việt Nam trong giai đoạn này đều lệ thuộc vào Trung Quốc. Bây giờ quý vị thấy chưa? Điện cũng nhập từ Trung Quốc rồi. Xăng nhập từ Nga và bây giờ sắp sửa nhập từ Nga qua ngõ Trung Quốc. Tại vì tiền chuyên chở mà qua cửa biển rất mắc, Cộng sản Việt Nam chịu không nổi. Bây giờ chỉ có thương thảo với Cộng sản Trung Quốc là vận chuyển xăng đi ngang lãnh thổ Trung Quốc xuống Việt Nam thôi. Từ ở Nga đưa xuống qua cái lãnh thổ Trung Quốc vào Việt Nam thôi. Thì cũng lệ thuộc cái đường vận chuyển từ Trung Quốc. Còn mà đi vòng cửa biển Thái Bình Dương đó quý vị, nó xa lắm. Từ ở Siberia mà chở xuống Thái Bình Dương mà chở xuống tận Việt Nam quý vị, cái đường vòng đó tiền trả không hết. Tiền trả không đủ để mà mua nữa. Do đó bây giờ phải nhờ đến cái đường vận chuyển qua đất liền băng ngang của lãnh thổ Trung Quốc để vào Việt Nam thì quý vị, đám Trung Quốc nó đâu có từ bỏ cái cơ hội để nó kiếm lại do đó quý vị cái tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc gần như là hoàn toàn bây giờ thì tôi đã từng nói với quý vị hệ thống ngân hàng tài chính đã bị lệ thuộc Trung Quốc họ vay món nợ, được là wholesale từ ngân hàng của Trung Quốc họ cho lại các ngân hàng khác vay rồi các ngân hàng đó lại cho các công ty vay rồi các công ty lại À, rồi cái cho các cá nhân vay bây giờ quý vị nợ nó đáo hạn rồi và tiền lợi thì lại 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 cao nữa nhiều người đã tình lâm vào tình trạng không trả được các món lãi của ngân hàng không trả được bị kéo hết và cuối cùng quý vị ngân hàng trung quốc thu tóm hết các tài sản này bởi vì ngân hàng việt mà không trả được các món nợ việt tức là uh, việt bank là ngân hàng trung ương của cộng sản đó quý vị mà không trả các món nợ đúng hạn cho ngân hàng của Trung Quốc là nó siết tài sản đó. Nó siết tài sản đó là mất hết đó quý vị, là ngành tài chính đã bị nó thập cổ rồi. Bây giờ tới ngành năng lượng cũng bị Trung Quốc thập cổ luôn. Bây giờ nhiệt điện thì nhập cảng than đá từ Trung Quốc. Điện mà ngành thủy điện thì nhập cảng cũng từ Trung Quốc. Nhập từ Lào, nhập từ Trung Quốc. Rồi quý vị, chưa tất cả những vật dụng xài hàng ngày của dân Việt Nam đều xài hàng Made in China. Điện thoại Xiaomi, điện thoại ZTE, điện thoại của Huawei, nó bán tràn ngập thị trường Việt Nam. Số lượng của nó gấp đôi, gấp ba lần iPhone với Samsung. Có nghĩa là những cái điện thoại quý vị dùng rồi cái dịch vụ cung cấp điện về viễn thông của Việt Nam là Vietcom, à, Viettel đó quý vị. Cũng lệ thuộc tất cả vào Trung Quốc. Mặc dù nó mua cái đường bandwidth internet của Nhật trước đây nhưng bây giờ không đủ. Bây giờ Trung Quốc offer đường internet mạnh hơn, giá mềm hơn. Quý vị là Viettel chụp ngay Trung Quốc liền. Và bây giờ tất cả những thiết bị trong cái dàn server của Viettel 100% đến từ Trung Quốc. Tức là dàn server để cung cấp dịch vụ internet, sim ca điện thoại tất cả mọi thứ đều đến từ Trung Quốc. Rồi chưa kể quý vị vật dụng hàng ngày mà quý vị dùng ba cái máy móc lẩm cẩm, máy à, máy giặt, máy sấy rồi cho cho tới à, à, nồi cơm điện, cho tới những cái máy hâm, tất cả mọi thứ đều made in China ở Việt Nam hết. Toàn bộ dân Việt Nam gần như là xài đồ made in China không. Chưa hết quý vị, chưa hết. Rồi tới cái ngành gọi là nông sản, vốn là cái ngành xương sống kinh tế của Việt Nam thì bây giờ quý vị lệ thuộc nguồn phân bón của trung quốc các nông dân việt nam mà trồng trọt đó quý vị là dùng phân bón của trung quốc không mà phân bón của trung quốc thì quý vị thấy rồi hóa chất rất nhiều nó gây hại cho sức khỏe công cộng về lâu dài nhưng bây giờ gần như là nông dân việt nam dùng toàn là phân bón của trung quốc không rồi cái ngành ngư nghiệp tức là cái ngành hải sản hay thủy sản đó một trong những ngành chủ lực của việt nam về xuất cảng đó quý vị thì máy móc tàu cũng dùng của trung quốc máy móc tàu rồi những cái lưới cá tất cả đều dùng của trung quốc hết rồi ngành dệt may được, trước đây được xem là cũng là một trong những cái nền kinh tế chủ lực đó quý vị bây giờ đang bị tan xương nát thịt đó thì quý vị các cái máy may đó cũng make in china luôn kim chỉ cũng make in china luôn thì quý vị, còn cái gì mà không lệ thuộc Trung Quốc không? Còn cái gì mà không lệ thuộc Trung Quốc không? Ngay cả đảng viên đảng Cộng sản cũng xuất thân từ Trung Quốc. Thì quý vị thấy rồi đó, tôi đã từng nói quý vị, ngay từ lúc đảng Cộng sản đẻ ra, đảng Cộng sản Việt Nam, đó, lúc còn cái tên là đảng Cộng sản Đông Dương đó, là đẻ ra trên đất Trung Quốc. Tức là Cộng sản Trung Quốc đẻ ra Cộng sản Việt Nam rồi quý vị suốt mấy chục năm nay kể từ lúc mà lập đảng tới bây giờ lệ thuộc xương máu lệ thuộc nợ nần của cộng sản trung quốc lệ thuộc xương máu tức là mấy cuộc chiến chống pháp chống mỹ đều vay mượn xương máu của trung quốc đều vay mượn vũ khí của trung quốc rồi khi mà chiếm được cưỡng chiếm được miền nam thì quý vị họ lại tiếp tục vay của trung quốc tới bây giờ tất cả từ trên xuống dưới từ trái sang phải từ trước ra sau đều lệ thuộc Trung Quốc hết những cái uh, hạ tầng cơ sở quan trọng bây giờ toàn là Trung Quốc xây không các dự án xây dựng đường phố tu bổ các cái bến cảng phi trường toàn đồ Trung Quốc không xi măng cũng đến từ Trung Quốc bê tông cốt sắt cũng đến từ Trung Quốc rồi vay tiền để mà xây dựng hạ tầng cơ sở cũng vay từ Trung Quốc luôn Quý vị Một cái xã hội toàn bộ lệ thuộc tất cả vào Trung Quốc Thì quý vị nói tôi nghe Làm cách nào Ở Việt Nam thoát Trung này Bây giờ cả thị trường Xuất cản gạo Trái cây cho tới hải sản Cũng phải xuất cản vào thị trường Trung Quốc luôn Không còn xuất cản ở đâu Đâu được nhiều bằng ở Trung Quốc hết Tại vì tất cả thị trường của Hoa Kỳ Của Âu Châu đã đóng cửa rồi coi như là giới hạn rất nhiều rồi thì quý vị chỉ còn con đường xuất cản vào Trung Quốc tức là nhập cản cũng đến từ Trung Quốc xuất cản cũng đến từ Trung Quốc thì quý vị nói tôi nghe coi làm sao quý vị thoát được thoát Trung đây khi mà cái chế độ cai trị vẫn tiếp tục dựa vào Trung Quốc bởi vì nó đẻ ra từ Trung Quốc mà thì quý vị ngày nào nó còn cai trị ngày đó quý vị không thoát Trung được bởi vì tất cả từ trên xuống dưới đều lệ thuộc vào Trung Quốc. Ngay cả vũ khí mua của Nga, nhưng mà đạn dược thì mua của Trung Quốc. Quý vị, gần như là không có cái gì chống được. Bởi vì cho nên tàu của nó vào trong đặc quyền kinh tế của Việt Nam đậu từ hôm 7 Tây tới bây giờ rồi. Nó chỉ phản đối bằng cái miệng thôi. Chứ có thấy nó đưa ra, nó phản ứng, nó trục xuất những chiếc tàu Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đâu luật của hàng hải quốc tế là băng ngang thì được nhưng không đậu được rất rõ ràng cái UNCLO năm 1982 là các vùng đặc quyền kinh tế tàu bè có thể di chuyển qua nhưng không thể neo đậu được muốn neo đậu là phải được sự đồng ý của quốc gia chủ nhà tức là quốc gia thuộc cái vùng đặc quyền kinh tế của họ còn tàu nó đậu từ hôm bảy tây tới bây giờ rồi quý vị nó nằm đậu sát và nó đang uy hiếp tới cái khoáng mỏ dầu khai thác chung với nga đó thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Trong khi đó, cùng một lượt tại Malaysia, hãng dầu Petronas của Malaysia mà hãng dầu quốc doanh của Malaysia đó đang khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Tàu Trung Quốc mong mang tới là chiến đấu cơ F-16 với lại tàu chiến ra, nó ra nó nó nó, chấn liền tại chỗ. Tàu ngư phủ dân quân và tàu hải giám của Trung Quốc chạy chối chết. Không dám mong mang tới vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Nhưng mà vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam Nó ra vào nó đậu đó như cơm bữa Bây giờ đừng nói cái tàu mà gọi là thăm dò này Bây giờ ít nhất trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam á, Vài trăm chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đang ở đó Hải quân của Cộng sản Việt Nam làm cái gì quý vị? Bây giờ quý vị có thấy mặt mũi của hải quân ra đó gìn giữ biển đảo, gìn giữ cái lãnh hải, gìn giữ những cái vùng đặc quyền kinh tế của mình không? Hay chỉ phản đối bằng cái miệng? Bộ Ngoại giao nói vài chữ bằng cái miệng thôi Rồi xong rút vô Bây giờ nó đậu tới ngày hôm nay đó Làm gì nhau Quý vị Bởi vì tất cả lệ thuộc vào Trung Quốc Làm sao dám phản kháng được Ngay cả Bộ Quốc phòng Những tên tướng tá ở trong Bộ Quốc phòng Mỗi một tháng kiếm cả trăm ngàn đô la Nhờ Trung Quốc Nhờ PLA của Trung Quốc nó cung, nó cung cấp cái nguồn cung cấp của nó Để các tay này trục lợi thì nó ngu gì nó chống Trung Quốc ở trong cái nguồn máy cai trị và ở trong cái bộ quốc phòng. Do đó quý vị, nhìn một cái là chúng ta thấy toàn bộ nền kinh tế, toàn bộ xã hội và toàn bộ cấu trúc chính trị của Cộng sản Việt Nam đều lệ thuộc vào Trung Quốc hết. Làm sao thoát trung đây? Quý vị nói tôi nghe làm sao thoát trung đây? Không cách nào hết. Nếu chế độ đó còn cai trị, cách hay nhất chấm dứt sự lệ thuộc vào Cộng sản Trung Quốc là cái chế độ này phải sụp đổ. Từ khi Cộng sản sụp đổ thì lúc đó người dân Việt Nam mới có cơ hội thoát trung. Còn ngày nào họ còn cai trị, quý vị còn lệ thuộc. Mà khi lệ thuộc Trung Quốc thì sẽ ngóc đầu không nổi. Không một quốc gia nào lệ thuộc Trung Quốc mà có mức phát triển kinh tế tốt cả. Không một quốc gia nào lệ thuộc toàn bộ nền kinh tế vào Trung Quốc mà phát triển tốt cả, trừ ngoại đã như vậy họ còn mất luôn tài sản luôn. Tài sản trên mặt đất, tài sản dưới lòng đất mất hết. Đó ở Việt Nam tất cả khoáng sản khai thác từ mấy từ bao nhiêu năm nay đi đâu hết rồi quý vị? Từ than đá mà than thô sơ đó cho tới đá vôi nè, cho tới boxtit nè, rồi cho tới những cái khoáng sản khác nè. Quý vị, nó chạy đi đâu rồi? Tại sao nó vẫn lỗ vậy? Tại vì nó bán tháo, bán chạy, bán trả nợ cho Trung Quốc Không bán giá cao được bên ngoài Do đó quý vị lệ thuộc vào Trung Quốc Bán xong rồi nhập cảng ngược lại Trung Quốc Bây giờ mà lập mấy cái lò nhiệt điện Để cung cấp nguồn điện đó Thì nhập cảng than đá từ Trung Quốc Thì quý vị làm cách nào để thoát trung đây Rồi tất cả những cái gì mà quý vị dùng ở trong nhà bây giờ Từ cái lò điện, lò hâm, máy nướng Cho tới <laughs> nồi cơm điện cho tới bàn ghế đều là từ Trung Quốc hết. <laughs> Thì quý vị, cả một nền kinh tế lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Cả một cái đời sống dân chúng bây giờ phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì quý vị bị biểu tôi thoát trong kiểu nào đó. Vừa rồi á, chấm dứt đại dịch là mở cửa đón chào khách Trung Quốc. Năn nỉ khách Trung Quốc tới Việt Nam. Thì quý vị, tất cả đều rất là rõ ràng. Ngày nào mà còn cái chế độ đó cai trị thì ngày đó quý vị không thoát trung được. Muốn thoát trung là phải có một cái thể chế khác, có một cái đảng mang tính chất dân tộc. Chống lại cái sự bức hại, chống lại cái sự uy hiếp và chống lại cái sự đe dọa của Trung Quốc. Cộng sản không có. Cộng sản không hề có cái hành động này. Cho tới giờ phút này quý vị thấy rồi đó nó vô tới đặc quyền kinh tế của mình nó đậu khơi khơi cả mấy tuần lễ này mà có một có một chiếc tàu hải quân nào ra trận đầu nó đâu ngược lại còn đón tiếp tàu hải quân ở cảng Tiên Sa Đà Nẵng nữa thì quý vị tôi đã nói quý vị rồi ở Việt Nam là bế tắc toàn diện tại vì không có một cái gì mang tính chất của Việt Nam cả tất cả đều đến từ Trung Quốc vậy thì Trung Quốc nó nói e lãnh thổ Việt Nam của mày là của tao à? thì quý vị bên trên hàng quốc tế cũng gật gù họ nói Trung Quốc đó nó đúng có cái gì mà thuộc về Việt Nam đâu có cái gì mà thuộc về Việt Nam đâu tất cả những gì đang dùng tại Việt Nam bây giờ là đến từ Trung Quốc hết thì nó claim cái lãnh thổ đó của nó cũng đúng thôi thì quý vị đây là cái giá quý vị phải trả khi mà quý vị vẫn tiếp tục gọi là ngồi chờ ban phát ngồi chờ ai đó đấu tranh giùm mình thì quý vị vẫn phải trả giá cả cuộc đời quý vị con cái của quý vị đều lệ thuộc vào trung quốc còn nếu quý vị chịu khó dám vượt qua cái sự sợ hãi giành lại những gì thuộc về mình cho cái đảng đó vào thùng rác thì lúc đó quý vị mới có màu sắc khác quý vị mới có một cái hướng đi khác còn bây giờ quý vị nhìn toàn chung kinh tế từng tài chánh ngân hàng cho tới vật dụng trong xã hội cho tới cấu trúc chính trị đều lệ thuộc vào Trung Quốc hết. Thì quý vị lấy cái gì mà thoát trung đây? Đó bên Thái Lan đó quý vị mấy năm nay đó lệ thuộc vào đám du khách Trung Quốc, lệ thuộc vào nguồn đầu tư của Trung Quốc. Bây giờ là thở không ra, may là đảng đối lập họ thắng được. Bây giờ là họ đưa màu sắc khác đó, thì dân Thái Lan đã có cửa thoát rồi. Philippines cũng vậy, mấy năm dưới thời của Duterte kinh tế phát triển lụng bại không nổi, tội ác tăng sòng bài mọc như nấm. Dưới thời của Duterte đó, lệ thuộc vào Trung Quốc đó. Rồi cuối cùng bây giờ Ferdinand Marcos siêu lên, ông thay đổi chính sách, ông tiếp cận với Hoa Kỳ, ông sẵn sàng làm đối tác của Hoa Kỳ ở khu vực, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa nhắm cái nguồn đầu tư của Hoa Kỳ và các đồng minh vào lãnh thổ. Thì quý vị thấy không? Bây giờ kinh tế Philippines là chưa chi là người ta đã có một tương lai sáng lạng rồi đó các nhà đầu tư của Đài Loan đang tìm cách đầu tư vào Philippines công xưởng về kỹ thuật về thiết bị về Conductor. Quý vị, đây là cái giá phải trả nếu quý vị còn tiếp tục thụ động. Bởi vì cái đảng cầm quyền bây giờ nó bất chấp mọi thứ. Nó chỉ cần bỏ tiền vô túi thôi. Do đó, tất cả mặt hàng của nó bây giờ lệ thuộc Trung Quốc hết, nhập cản hết. Mà quý vị, nhập cản là quý vị lệ thuộc. Đó, quý vị thấy cái đại dịch không? Khi mà đại dịch bùng nổ một cái, lúc đó Hoa Kỳ mới phát hiện các trung tâm y tế, các bệnh viện lệ thuộc nguồn cung cấp của Trung Quốc. Ông Trump phải ký xác định xác lệnh DBA để mà bắt buộc phải sản xuất tại Hoa Kỳ. Rồi bây giờ tới Joe Biden cũng thấy rõ điều này. Họ bắt buộc phải sản xuất tại Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia đồng minh để giảm phần gọi là lệ thuộc mặt hàng của Trung Quốc. Thì quý vị, họ còn đưa được những chính sách này và họ đã bắt đầu chuyển trục cô lập Trung Quốc rồi. Họ cấm xuất cả những cái máy móc quan trọng về semiconductor qua Trung Quốc. Họ cấm những cái chip điện tử qua Trung Quốc. Họ có chính sách rất rõ ràng. Mặc dù Joe Biden là kẻ thỏa hiệp đó, nhưng mà ông ta thấy rõ tầm cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, những kẻ đang cai trị bây giờ có thấy được đâu. Nó thấy được nhưng mà tiền vô túi thơm quá cứ một là một kW điện nó sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền và cả triệu kW điện thì nó sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền chưa kể những cái mặt hàng khác từ than đá cho tới sắt nhôm thép nhập từ Trung Quốc thì nó sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền quý vị đây chính là cái điểm vấn đề muốn thoát trùng chỉ có cái gốc của vấn đề mới giải quyết được còn bây giờ chạy theo cái ngọn quý vị không được cái gì hết Tại vì toàn bộ xương sống đều nằm trong tay của Trung Quốc Không thay đổi được cái gì hết Hoàn toàn không có Bởi vì tất cả đều bế tắc hết rồi Bây giờ dứt Trung Quốc qua nó bóp cổ một cái là chết liền Bây giờ đừng nói chi xa Bây giờ mà nghịch ý Trung Quốc thôi Nó bung tiền Việt Nam ra Là coi như là cả đồng tiền đó mất mất giá luôn Coi như là hàng hóa trở thành quan trọng hơn Tiền bạc vô trở thành vô giá trị Bây giờ tất cả đều bị Trung Quốc thọc cổ hết Cả dân tộc đều bị sổ mũi hết Chỉ vì quyền lực của cái đảng cai trị Nó duy trì quyền lực cai trị Nó chấp nhận lệ thuộc vào Trung Quốc Nhưng còn người dân cứ vị muốn phát triển Quý vị muốn có đời sống được giống như ở bên Mỹ Giống như ở Nam Hàn Giống như ở Đài Loan Làm sao quý vị có được Làm sao quý vị có được Tại vì tất cả đều bị hút bán hết rồi và bây giờ phải lệ thuộc vào cái uh, bơm hơi của Trung Quốc nó bơm nhiều thì thở dạ, thở được dài một chút nó bơm ngắn thì coi như là than trời như bổng đây là kết quả mà quý vị thụ động tiếp tục để cho cái đảng đó cai trị quý vị thì quý vị tiếp tục đưa cuộc đời của quý vị và con cái của quý vị vào nô lệ của Trung Quốc nô lệ trá hình nô lệ tân thời làm bao nhiêu không đủ trả nợ tại vì quý vị trả nợ xong mấy công ty đòi nợ của vị như ngân hàng đó nó cũng phải chung tiền lại cho Trung Quốc thì cuối cùng cái gốc nằm ở Trung Quốc cứ là quý vị đi làm cực mười mấy tiếng một ngày giống như một tên nô lệ tân thời để trả nợ cho Trung Quốc bởi vì cái đảng cai trị đó nó lệ thuộc nó mượn nợ và nó nợ ngập đầu với Trung Quốc rồi nó không còn cửa thoát nữa bây giờ nợ chồng nợ rồi nó không còn cửa thoát nữa Do đó cách duy nhất mà quý vị ở Việt Nam thoát trung và đừng ảo tưởng thoát trung nếu quý vị còn duy trì cái chế độ này. Còn muốn thoát trung phải cho cái chế độ này nó vào thùng rác. Đó là cách duy nhất. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện à, trong cái chương trình thảo luận ngày hôm nay nhân hai cái bản tin Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện diện ở trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhập cảng điện lực 18 năm qua đều nhập từ Trung Quốc cho thấy rằng toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam và toàn bộ cuộc sống của người dân Việt Nam bây giờ lệ thuộc vào Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.